Những con số sau đây có làm bạn choáng ngợp. Gần 80% phụ nữ sau sinh stress vì nám sạm. Phụ nữ sau 30 xuất hiện nám nhiều và nghiêm trọng gấp 3 lần nếu không điều trị đúng cách. 90% phụ nữ trung niên cảm thấy bị già hơn so với chồng vì nám và đồi mồi. Và có rất nhiều chị em phụ nữ đang mắc phải tình trạng sử dụng phương pháp điều trị nám không đúng cách, làm cho tình trạng nám trở nên nặng hơn, dẫn đến sự bất an trong tâm lý. Với những hình ảnh vừa rồi, chắc hẳn tất cả quý vị sẽ hơi giật mình đúng không ạ? Và thực trạng hiện nay, nám là một trong những vấn đề mà rất nhiều chị em phụ nữ lo lắng. Và chúng ta sẽ phân thành 3 loại nám khác nhau, bao gồm thứ nhất, nám mạng, thứ hai, nám chân sâu và thứ ba là nám hỗn hợp. Vậy là cách nào để điều trị nám hiệu quả nhất với cả 3 loại trên? Xin mời quý vị hãy cùng với Tuấn Phong đến với chương mục Làm đẹp cùng Oliver. Hiện nay á, thì trên thị trường anh thấy là có rất là nhiều loại mỹ phẩm khác nhau và cũng như là có rất là nhiều phương pháp điều trị nám khác nhau. Nhưng mà một thực trạng chung thưa quý vị đó chính là quý vị tốn thời gian, tốn chi phí nhưng lại không hiệu quả. Vậy thì tại sao lại có vấn đề nè? Chắc là do các chị chưa có hiểu rõ nguyên nhân gây nám nè. Với lại là mình cũng không biết được là da mình đang gặp phải tình trạng nám gì nên đã chọn sai phương pháp điều trị đó không? Vậy thì có cách nào để chúng ta kiểm tra được là tình trạng nám của mình và cũng như là lựa chọn phương pháp phù hợp và cũng như là có phương pháp mới nào mà nó điều trị tổng hợp được luôn hay không ạ? Như hôm nay thì em sẽ giới thiệu về công nghệ MyNoSkin của Oliver. Thì MyNoSkin hiện tại đã được ứng dụng để điều trị nám tại Oliver, mang lại hiệu quả an toàn tuyệt đối làn da cũng như là một công nghệ điều trị không xâm lấn. MyNoSkin sử dụng một cái phân tử silica siêu nhỏ tác động lên trên da với kỹ thuật massage tác động lên hệ bạch huyết, sẽ làm cho da của mình được kích thích lưu thông tuần hoàn máu nè, giúp da của mình được tái tạo làn da mới nè, thúc đẩy cái quá trình tái tạo da, phục hồi da rất là tốt. Ngoài ra thì sau đó cái lớp da cũ xỉn màu nè nó sẽ được thay thế bởi cái lớp da mới trắng sáng hơn, hồng hào hơn. Những cái lớp mảng nám nè, tàn nhang thì nó cũng sẽ được loại bỏ và sẽ kích lỗ chân lông, làm trắng sáng da và những cái nếp nhăn li ti trên bề mặt da của mình cũng sẽ cải thiện với cái công nghệ này. Và vừa rồi như có chia sẻ là với rất là nhiều cái công dụng khác nhau như là chúng ta thay một cái làn da mới luôn, thì chắc hẳn là khi mà quý vị nghe đến cái từ thay da thì quý vị sẽ hay lo là cái chế độ chăm sóc tại nhà nó có khó hay không, nó cực tốn nhiều thời gian hay không, thì em chia sẻ một chút về cái cách để mình chăm sóc và lưu ý tại nhà ra sao nha. Sau khi điều trị MyNoSkin thì Oliver luôn tặng cho khách hàng sản phẩm tặng kèm nè để sử dụng và một cái tờ phiếu hướng dẫn sử dụng chi tiết cách chăm sóc và cách sử dụng sản phẩm sau một tuần mình điều trị. Thì trong một tuần đó khách hàng sẽ chăm sóc theo cái hướng dẫn của Oliver và sau một tuần sẽ tới Oliver để được tái cắt da và được các bác sĩ thăm khám lại làn da của mình là những cái sự cải thiện của làn da như thế nào. Ngoài ra là sau một liệu trình điều trị các chị cảm thấy hài lòng với cái kết quả mà mình mong muốn rồi đó, thì các chị cần phải lưu ý những cái yếu tố chăm sóc như thế này đây, là mình cần phải bảo vệ da của mình tuyệt đối với mặt trời thứ nhất. Thứ hai là mình cần phải sử dụng kem chống nắng mỗi ngày, kể cả mình không đi ra ngoài nắng luôn. Thứ ba là mình cần phải bôi dưỡng chất hàng ngày và mình ưu tiên sử dụng những cái loại dưỡng chất chiết xuất từ tế bào gốc thực vật, những dưỡng chất dịu nhẹ và an toàn cho cái làn da. Và cuối cùng nữa là mình nên rửa mặt thật là sạch sau một ngày từ 2 lần. Vậy mình sẽ có 4 lưu ý tất cả quý vị nha. Và thực sự là để điều trị nám hiệu quả không chỉ có Oliver điều trị mà cần phải sự kết hợp về chăm sóc của tất cả quý vị tại nhà nữa. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một lần nữa là chúng ta có cái phương pháp này mang tên là MyNoSkin thưa quý vị. Và không chỉ là sẽ giúp quý vị điều trị nám tàn nhang mà còn giúp là da căng bóng này đúng không, sẽ lỗ chân lông và cũng như giống như là tất cả quý vị thay một cái lớp da mới. Thực sự là khi mà quý vị đang gặp phải những cái vấn đề chung như vậy, hãy tìm hiểu thật kỹ về phương pháp này nha, chắc hẳn là sẽ không tốn thời gian mà rất hiệu quả. Thực sự thì trong thời gian vừa qua thì Oliver nhận được rất là nhiều cái câu hỏi tư vấn của tất cả quý vị khách hàng và cũng như là có rất là nhiều khách hàng thực tế đến để điều trị. Thì sẵn ngày hôm nay anh có chuẩn bị cái tấm ảnh là của một vị khách hàng đã điều trị nám thành công. Thì anh xin mời em sẽ phân tích giúp anh và cũng như sẽ cho tất cả quý vị hiểu rõ hơn về tình trạng nám của vị khách hàng này nha. Đây là vị khách hàng của quý vị. Hình ảnh của khách hàng này á, thì mình thấy là ban đầu là chị gặp cái tình trạng là nám rất là đậm ở cái vùng má nè,
và da không đều màu cũng như là lỗ chân lông da rất là to vùng trán mà mình anh Phong nhìn thấy rất là rõ, kể cả hai bên má luôn. Thì sau một lần điều trị da của chị cải thiện rất là nhiều, nhưng chị quay trở lại và làm thêm một lần nữa để mang lại cái kết quả cuối cùng là kết quả này đây. Thì ban đầu mình thấy là cái vùng nám ở bên má của chị này rất là đậm luôn, thì sau này mình thấy nó giảm hẳn gần như 80% và nó chỉ còn một cái vệt nám nhỏ ở cái gò má dưới thôi. Ở hai bên thái dương cũng như là cạnh hàm thì cái vùng nám ban đầu nó cũng nhạt đúng không? Sau hai lần điều trị thì mình thấy nó cải thiện gần như là tuyệt đối. Rồi những cái thâm mụn của chị ban đầu nó cũng mất luôn. Và kể cả những cái nếp nhăn li ti ở vùng mắt nè và vùng trán của chị cũng cải thiện. Bề mặt da ban đầu mình thấy lỗ chân lông to và cái bề mặt da rất là gồ ghề. Thì sau hai lần điều trị thì bề mặt da của chị này như thế nào? Nó mịn màng hơn và nó trắng sáng, nó hồng hào hơn rất là nhiều. Đó chính là cái kết quả mà nó mang lại cho chị này sau hai lần điều trị công nghệ MyroSkin tại Oliver. Với tình trạng của chị này là làm hai lần rồi đúng không em? Thì không biết là anh thấy là những cái mảng nám thì đúng là giảm chị, nhưng mà anh thấy những còn những cái đốm nó hơi nâu nhẹ thôi. Thì với tình trạng thế này mình cần cái điều trị liệu trình cần mấy lần nữa em? Cái này thì em nghĩ là khoảng một lần nữa thôi là da đã cải thiện tốt nhất rồi, bởi vì da của khách hàng đáp ứng rất là tốt với công nghệ MyroSkin. Thì một lần nữa là da đẹp rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà một trong những cái vấn đề mà rất là nhiều quý vị cũng hay lo chính là điều trị nám, có thể chúng ta sẽ tốn nhiều thời gian nghỉ dưỡng nè, thời gian chờ đợi. Thì cũng biết là với điều trị thế này thì khoảng cách giữa mỗi lần ra sao em? Dạ, chị này thì điều trị hai lần, khoảng cách giữa hai lần là một tháng, cách nhau một tháng nha anh Phong. Có nghĩa là lần đầu tiên chị tới và sau một tuần thì chị sẽ đến tái khám da, và sau đúng một tháng thì chị sẽ tới để làm lần thứ hai. Thì kết quả này cho ra từ một tháng, khoảng một tháng 10 ngày thôi. Một tháng 10 ngày là từ cái kết quả ban đầu cho tới kết quả hiện tại. Quý vị có thể thấy đây là một trong những pháp điều trị mà mới được xem là khá là hiệu quả hiện nay tại Oliver. Và nếu quý vị nào chúng ta đang gặp phải tình trạng nám mảng nè, nám chân sâu và cả nám hỗn hợp mà vẫn chưa tìm được cái phương pháp điều trị hợp lý, phù hợp, thì xin mời quý vị hãy tìm hiểu về phương pháp MyroSkin. Đây là hình ảnh thực tế khách hàng đã điều trị thành công. Và cũng như nếu mà quý vị cũng muốn được phân tích giống như thế này, phân tích tình trạng nám của mình ra sao và tìm cái cách và cũng như tìm cái liệu trình, cái phác đồ, thì xin mời quý vị hãy chụp lại hình ảnh vùng nám của mình, inbox trực tiếp vào fanpage của Viện Thẩm mỹ Oliver để bác sĩ, các chuyên gia dựa vào đó và chúng ta phân tích một cách chính xác nhất. Và đừng quên, nếu mà quý vị chúng ta có bất kỳ thắc mắc nào, xin mời quý vị hãy liên hệ vào số hotline là 0919258558. Địa chỉ hiện tại là số 634 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, quận 2. Rồi bây giờ là ngày hôm nay cảm ơn em rất nhiều vì đã cùng với anh chia sẻ về phương pháp MyroSkin. Xin mời quý vị hãy đón theo dõi những cái số sau, xem là chúng ta sẽ còn điều trị tình trạng về da gì nữa nha.